Vâng, xin chào các bạn ở bên Tiki Sơn ạ. Bác lại giới thiệu bác một mẫu địa hình của tuần bay đến từ thương hiệu Mỹ, thương hiệu Czech, model sơ đi 4.300. Và bây giờ xin mời các bạn tổng hợp chiếc xe. Vâng, trên khung mình bác đây là cái mẫu dòng sơ đi Czech đến từ thương hiệu Mỹ, sơ đi 4.300 với cái tông màu chủ đạo là tông màu xanh rất là nổi bật trên khung xe. Thì cái thương hiệu Czech này không còn gì đối với bác xe đạp thể thao nữa rồi. Một trong những cái dòng xe đạp thương hiệu rất là cao cấp và nổi tiếng. Series của xe là series 4.300. Đằng trước được chạy với bộ dây tiêu ống xả chạy âm trên khung nhôm. Với lớp sơn là tông màu xanh, màu chủ đạo của xe. Lớp sơn cũng còn rất là đẹp không nhá. Một trong những thương hiệu xe đạp thể thao ưa chuộng và lớn thì không thể tránh không thể nhắc tới thương hiệu Czech. Chuyên những dòng xe địa hình mountain bike hoặc là dòng cố định. Và cho bác ưa thích những thương hiệu lớn như thương hiệu Mỹ của Czech. Của Quốc Kỳ Đông chính hãng của Montrago. Với bản theo xe Montrago là bên phụ kiện kèm theo chính hãng của gắn liền với thương hiệu Czech. Của Quốc Kỳ Đông chính hãng của Montrago. Xe sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano Acera 9 tầng lip. Đằng trước sử dụng với cụm phanh dầu chính hãng của Shimano. Bên phải là sử dụng với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Acera. Và cụm phanh sau sử dụng với cụm phanh dầu giảm sóc dầu chính hãng của bản theo xe. Vành chính hãng của Montrago. Vành AT550 của bản theo xe. Kích thước lốp 26 x 2.1. Lốp còn cũng rất là mới. Lốp gai. Bên đeo ông về rất nhiều cái mẫu dòng địa hình Czech Sodi 4.300. Và này ông về những tông màu xanh dành cho những bác ưa thích những tông màu sáng. Hộp yên nhôm. Yên nhôm còn là rất là mới. Yên nhôm bản xe. Lớp sơn cũng còn rất là đẹp. Gạt đĩa của Shimano Acera. Bùi đĩa Shimano. Củ đề sau là củ đề Shimano Acera. Được trang bị với 9 tầng lip chính hãng của lip Shimano. Đằng sau sử dụng với vành chính hãng của Montrago luôn. Với bản theo xe. Lớp cũng còn rất là mới. Lớp sau lớp trước cũng còn rất là mới. Cho bác ưa thích cái thương hiệu Czech series 4.300 hoặc địa hình của tuần bay phù hợp với mọi lứa tuổi đi được cái dòng địa hình. Và bây giờ xin cho chúng ta đứng của khung xe. Rồi chúng ta đứng của khung xe là size 43, chiều ngang khung vào 52. Nhiều các bác vào từ 1m6 đến 1m7 đi vừa. Sẽ trang bị với 9 tầng lip chính hãng của lip Shimano. Lên lip rồi. Xuống lip. Vào chuyển động các chân thường mật mà. Bên phải ăn mà đùi đĩa Shimano. Gạt đĩa Shimano xe ra. 3 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Bon.
Và cái này đánh giá tổng thể xong chiếc xe Trek đến từ thương hiệu Mỹ Shuri 4003. Và xe rất tốt anh em là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn có tâm hiệu qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe nào đến đăng ký và kênh. Và hẹn gặp lại các bạn trong video mai.